năm 209 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng qua đời. Triệu Cang và Lý Tư đã giả di chiếu, đưa Hổ Hợi lên ngôi, tức Tần Nhị Thế. Một thời gian sau đó, nhà Tần sụp đổ. Doanh Tử Anh, cháu của Doanh Chính, đã bị Hạng Vũ xử tử. Từ đó về sau, nhà Tần được sử sách ghi chép như một triều đại tàn bạo, áp dụng sưu cao thuế nặng. Tần Thủy Hoàng thì là một viên bạo chúa. Luật Tần thì vô cùng hà khắc, hở tí là chém. Những điều này cũng được đánh giá như là lý do làm Đại Tần Đế Quốc sụp đổ. Tuy nhiên, những điều này lại được ghi chép trong sử ký của Tư Mã Thiên, quan thời nhà Hán, sống sau thời nhà Tần cả trăm năm. Quan trọng nhất, nếu như nước Tần tàn bạo như vậy, thì tại sao họ lại có thể đánh bại cả 6 nước, vốn cũng có nền tảng cả trăm năm? Tại sao người Tần lại không hề có ý định là than phiền với luật pháp và cả lao dịch? Lịch sử đã phủ một bức màn đêm đen tối lên những sự thật. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng tiếc thay, câu trả lời cũng khó tìm vô cùng. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng Battlecry ngược dòng lịch sử để cùng xem liệu nếu Tần Thủy Hoàng không đoản mệnh trên con đường tìm kiếm phương thuốc trường sinh, lịch sử Trung Hoa sẽ đổi giờ như thế nào nhé. Nhà Tần liệu có được ghi chép lại như một triều đại thương dân? Tần Thủy Hoàng có được trở thành một minh quân túc trí đa mưu? Hãy cùng chúng mình đi tìm câu trả lời ngay nhé. Chào mừng đến với Battlecry Trung Hoa sử ký. Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu về luật Tần. Thật lòng, nó đúng là tàn bạo, nhưng đó là so với luật pháp hiện tại luôn bảo vệ quyền con người. Trong khi đó, nếu so sánh với các điều luật cùng thời hay nhiều điều luật sau này thì Tần pháp cũng không hề tàn bạo. Nếu chịu tìm hiểu, bạn sẽ biết rằng có rất nhiều hình phạt tàn bạo hơn cực hình nhà Tần rất nhiều. Các hình phạt trong luật Tần cũng không phải là do Thương Hưởng phát minh, mà là có từ thời nhà Thương. Thực tế trong cả ngàn năm sau, chỉ một số hình phạt được bỏ đi. Gần như là phải tới sau cách mạng Tân Hợi năm 1911 thì các hình phạt về thể xác mới được bãi bỏ hoàn toàn. Ngoài ra, vào tháng 12 năm 1975, người ta tìm thấy thẻ tre được viết bằng chữ Tần Triệt, có thể coi như tài liệu chính xác về luật pháp nước Tần. Trong đó thì ở bộ Vân Mộng Tần Giản có ghi chép các quy định thuộc luật Tần làm người ta phải há mồm vì khác biệt quá nhiều với lời đồn. Theo sử ký của nhà Hán, Trần Thắng và Ngô Quảng đi phu đến trễ vì trời mưa, sợ bị chém theo luật Tần nên đã phải tạo phản. Tuy nhiên, hóa ra Tần pháp trong Vân Mộng Tần Giản không hề có quy định xử chém dân phu đến trễ, dùng cực hình thì cũng không. Hình phạt chủ yếu là cảnh cáo, tăng thêm lao dịch và phạt số tiền lớn. Nếu trễ vì nguyên nhân tự nhiên như mưa, gió, bão lũ thì được miễn và không bị trách tội. Cái quan trọng của luật Tần là nó áp dụng lên cả quý tộc, điều chưa từng có trong lịch sử trước đó. Chuyện này đã buộc Tần Huệ Văn Vương lúc mới lên ngôi phải xử tử Thương Hưởng để làm dịu cơn thịnh nộ của các lão thế tộc khi ngôi vua còn chưa ổn định. Trong tình huống của nhà Tần sau khi thống nhất, sự bất bình đó còn lớn hơn rất nhiều khi quý tộc của các nước vẫn đang ẩn mình. Dĩ nhiên, bản thân luật Tần cũng không phải là không có điểm yếu. Ở thời chiến, việc này không lộ rõ, nhưng khi chiến tranh kết thúc thì điểm yếu của Tần pháp dần bộc lộ. Các hình phạt được áp dụng một cách nghiêm ngặt, không hề có sự nhượng bộ, và lại còn có hệ thống làm người dân 6 nước khó quen nổi. Ngoài ra, thì dù điều luật không có vấn đề, nhưng quan viên địa phương trong quá trình thi hành khó tránh khỏi quá máy móc, hay thậm chí là thi hành một cách cực đoan, hoặc là lợi dụng nó để vụ lợi cho bản thân, làm dân chúng oán thán. Về Tần Thủy Hoàng, nếu bảo ông ta là bạo chúa thì cũng không hẳn, bởi phải xem tiêu chuẩn của bạo chúa là gì đã. Các ghi chép của nhà Hán cũng chưa từng đề cập tới việc ông ta đam mê tiểu sắc hay là bỏ bê triều chính, cũng chả giết hại trung thần, luôn trọng thưởng cho người có công. Nếu bảo bắt dân phải tu sửa Vạn Lý Trường Thành phòng ngoại tộc xâm chiếm là sai, thì liệu cái việc lưu bang để thua hung nô một cách thảm hại rồi triều cống thì liệu có thể xem là hôn quân không? Có lẽ Lăng Ly Sơn và Cung A Phòng là hai thứ gây ảnh hưởng lớn nhất khi hao tốn nguồn lực mà không đem lại lợi ích về kinh tế hay quốc phòng an ninh. Dù vậy thì cũng vẫn chưa đủ để kết luận ông là bạo chúa hay không. Nếu tìm hiểu kỹ, chúng ta sẽ biết được lý do mà ông lại trở thành hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Giống như Tần Huệ Văn Vương bị lưu đày, Tần Chiêu Thương Vương làm con tin ở Yên, thì Tần Thủy Hoàng cũng sống dở chết dở ở nước Triệu.
trong khi quân vương các nước khác thì đều sống sung sướng từ nhỏ, thì Doanh Chính đã phải chịu cực khổ, đôi khi còn hơn cả dân đen. Và chính hoàn cảnh đó đã tạo nên Tần Thủy Hoàng có 102 trong lịch sử của Trung Hoa. Ngoài ra, thì nguyên nhân chính là nhà Tần sụp đổ, có thể kể đến là diệt 6 nước quá nhanh. Các quốc gia như Tề, Yên, Triệu, Sở, Ngụy, Hàn thì đều có nền tảng hàng trăm năm. Người dân của các nước này thì vốn chưa quen việc thành dân Tần. Bên cạnh tông thất, quý tộc của các 6 nước này thì nhiều không kể xiết, rất khó để tiêu diệt được toàn bộ. Bọn họ bị mất hết quyền lợi là phải tuân theo Tần Pháp, dẫn tới bất mãn quy mô lớn. Nhà Tần lần đầu tiên trong lịch sử thi hành chế độ quân chủ tập quyền trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, dẫn tới khó mà quản lý hết được. Từ đây, chúng ta đã biết nhà Tần không xấu xa như trong tưởng tượng. Kẻ xấu thực sự chính là Hồ Hợi, là Triệu Cao, là Lý Tư. Vậy thì hãy cùng giả sử nếu Tần Thủy Hoàng không qua đời ở Sa Khâu mà sống thêm 10 năm nữa, thì liệu lịch sử của Trung Quốc sẽ thay đổi như thế nào nhé? Trước tiên, nếu Tần Thủy Hoàng không chết thì Phù Tô và Mông Điềm sẽ không chết. Triệu Cao thì vẫn chỉ là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế, và Lý Tư thì vẫn tiếp tục làm thừa tướng. Hồ Hợi thì vẫn là một công tử bình thường của nhà Tần. Sau khi tuần du xong, Doanh Chính sẽ quay trở về Hàm Dương để xử lý chính sự. Cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng vẫn sẽ diễn ra và lan rộng khắp cả nước. Theo nhiều ghi chép trong lịch sử, Tần Nhị Thế nghe được tin báo khởi nghĩa nhưng lại bỏ qua và chém đầu người báo tin. Cũng có nguồn cho rằng Triệu Cao sợ bị trách tội nên đã che giấu thông tin. Ở dòng thời gian này, không ai dám che đậy. Thủy Hoàng đế nghe tin chắc chắn sẽ xử lý cuộc khởi nghĩa ngay và luôn. Có khả năng là Mông Điềm cùng với Phù Tô ở biên cương sẽ được điều động. Tuy nhiên, nếu Tần Thủy Hoàng nhận thấy mức độ đe dọa không lớn thì cũng có thể sẽ để Trương Hàm đi tham chiến như trong lịch sử. Dù vậy thì việc 20 vạn đại quân của Trần Thắng xuất hiện ở Hàm Cốc Quan nhưng trong dòng thời gian gốc sẽ không diễn ra ở đây. Cuộc khởi nghĩa này sẽ bị dập tắt nhanh chóng. Ngoài ra thì các phong trào chống Tần cũng sẽ không vì vậy mà bị dập tắt dễ dàng. Bởi như đã nói, 10 năm là khoảng thời gian quá ngắn để diệt hoàn toàn 6 nước có nền tảng hàng trăm năm. Hạng Lương và Hạng Vũ có lẽ vẫn sẽ khởi nghĩa ở cuối kê. Lưu Bang cũng sẽ nhân tình hình loạn lạc mà khởi nghĩa ở huyện Bái. Hà Lạc quý tộc cũ của 6 nước cũng sẽ tìm cách khôi phục lại quốc gia của họ. Dĩ nhiên, quân Tần dưới sự chỉ đạo của Tần Thủy Hoàng sẽ tìm cách quét sạch kẻ địch mới xuất hiện. Đa số thời đều không đáng ngại như trong lịch sử. Dù vậy, thì lực lượng quân Sở do Hạng Lương chỉ huy sẽ là một câu chuyện khác. Cháu của Sở Hoài Vương vẫn sẽ được đưa lên làm bù nhìn. Tiếp theo đó, Hạng Lương chắc chắn là sẽ tử trận như trong lịch sử. Theo dòng thời gian gốc, Trương Hàm thấy nước Sở không còn đe dọa nên đánh nước Triệu mới thành lập. Triệu Vương bỏ kinh thành Hàm Đan mà chạy tới Cựu Lộc. Ở dòng thời gian này, với kinh nghiệm chiến trận của Mông Điềm thì có khả năng là quân Tần do ông chỉ huy vẫn sẽ phòng ngừa nước Sở. Thậm chí, quân Tần sẽ nhân cơ hội Hạng Lương tử trận mà tấn công vào Sở Quốc mới thành lập. Dù vậy, thì trong lịch sử, nhà Tần cần 60 vạn quân, trải qua nhiều trận chiến do đích thân Vương Tiễn thống lĩnh mới hạ được nước Sở. Lúc này, nước Sở vẫn có Hạng Vũ dũng mãnh và quân sư Phạm Tăng túc trí đa mưu. Do đó, quân Tần sẽ bị đẩy lùi và chuyển sang phòng thủ. Mông Điềm sẽ thủ ở Hàm Cốc Quan đề phòng người Sở, trong khi Trương Hàm được điều đi đánh nước Triệu. Mọi chuyện tiếp sau đó sẽ giống như trong lịch sử gốc. Hạng Vũ cùng Tống Nghĩa đánh nước Triệu, thấy Tống Nghĩa không chịu đánh nên chém chết hắn, rồi tới đánh quân Tần. Chiêu đập nồi dìm thuyền vẫn sẽ được sử dụng, và kết quả là 20 vạn quân Tần sẽ bị quân Sở bao vây. Trong lịch sử, Trương Hàm đã bị Tần Nhị Thế của trách. Ông cho Tư Mã Hân về triều giải thích, nhưng Tư Mã Hân thì lại phát hiện Triệu Cao có ý trừ khử mình. Cộng với lá thư của Trần Dư, ông đã đầu hàng Hạng Vũ. Tuy nhiên, ở dòng thời gian này, Thủy Hoàng đế có lẽ cũng sẽ của trách Trương Hàm, nhưng đồng thời thì cũng sẽ cử Mông Điềm mang đại quân tới đánh nhau với Hạng Vũ. Được triều đình tin tưởng là có quân tiếp viện, Trương Hàm sẽ cùng với quân Tần chiến đấu với Hạng Vũ tới cùng. Bản thân Hạng Vũ cũng khó mà có thể chôn sống quân Tần dễ dàng như trong lịch sử. Tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến trận đánh giữa Mông Điểm và Hạng Vũ. Thực tế, Hạng Vũ là người có tài, đã được chứng minh trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu so về kinh nghiệm tác chiến thì chưa thể so sánh được với Mông Điểm, người đã từng chứng kiến và tham gia vào sự sụp đổ của lục quốc. Đó còn là chưa kể tới việc
20 vạn đại quân của Trương Hàm vẫn đang tử thủ. Kế đập nồi dìm thuyền tuy hay, nhưng cũng chỉ là kế tạm thời. Khi chiến tranh kéo dài, nếu không tìm được nguồn lương thực, quân của Hạng Gia chắc chắn sẽ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Khi bị đánh bởi Mông Điểm và cả Trương Hàm, số phận của Hàn Tín lúc này đang là chấp kích lang trung của Hạng Gia cũng rất khó nói. Có thể tài năng quân sự này sẽ bị hạ sát cùng với toàn bộ quân sở. Cũng có thể ông sẽ lọt vào mắt xanh của Mông Điểm mà có cơ hội một bước lên mây. Cũng có một khả năng khác là người này sẽ bỏ trốn và đầu quân cho Lưu Bang như trong dòng thời gian gốc. Quay lại với Lưu Bang, như trong lịch sử, ông ta đã công hạ được nhiều thành mà gặp rất ít cản trở. Sau đó thì Doanh Tử Anh, người đã diệt Triệu Cao, vì không muốn sinh linh đổ thán cũng không còn quân lực để điều động, đã đầu hàng Lưu Bang. Nhà Tần về cơ bản là mất từ đây. Việc chiếm Hàm Cốc Quan sẽ không đơn giản như trong lịch sử, do quân Tần ở đây được đích thân Tần Thủy Hoàng chỉ huy. Vốn là người thực dụng, Lưu Bang sẽ không dại gì mà lao vào một trận chiến rõ ràng là sẽ vô cùng đẫm máu, trong khi quân lực của mình thì không thể so được với các thế lực đương thời. Do đó, các trận chiến sẽ chỉ diễn ra ở mức độ thăm dò là chính, chứ không phải là ác chiến. Giả sử Lưu Bang cho toàn quân lên thì cũng khó mà công phá nổi Hàm Cốc. Tuy nhiên, so với Hạng Vũ, Lưu Bang khó đối phó hơn bởi sự mưu mẹo của mình. Một khi tin tức quân Hạng Gia bị tiêu diệt và Mông Điềm quay lại cứu nguy Hàm Cốc, Lưu Bang sẽ khả năng rút quân và củng cố lực lượng. Việc truy kích sẽ khó hơn khi mà lúc này vẫn còn nhiều chư hầu của các nước khác vẫn chưa bị tiêu diệt. Bản thân Tần Thủy Hoàng có lẽ sẽ tập trung đánh nước Sở, vốn là mối nguy hàng đầu. Gã họ Lưu thì lại có cơ hội để ẩn mình. Không có Hạng Vũ, nước Sở sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt bởi không ai đủ sức để chống Tần. Sở Hoài Vương thì có khả năng sẽ bị chém ngang lưng. Trong lịch sử, các chư hầu khác ngoại trừ Sở và Hán gần như đều không có thực lực và thích đánh lẫn nhau, nên không phải đối thủ của quân Tần ở dòng thời gian này. Dù vậy, nước Tề ở dòng thời gian gốc tiến hành chiến tranh du kích cũng gây không ít khó khăn cho quân Sở của Hạng Vũ. Hàn Tín phải nhân khi Lưu Bang cho người nghị hòa để đánh, rồi còn phải xưng Tề giả vương để an định lòng dân ở khu vực này. Ở thời gian giả tưởng, quân Tần cũng sẽ bị xa lầy khi bình định đất Tề, nhất là khi Tần Thủy Hoàng không chịu phân phong. Chiến dịch phạt Tề sẽ mất tới mấy năm. Quay lại Lưu Bang, lịch sử ở thời gian gốc đã chứng minh đây là kẻ sẵn sàng chấp nhận thất bại, khó bị tiêu diệt, biết tận dụng thời cơ. Ở dòng thời gian này, có lẽ sẽ thu thập binh mã của các lực lượng nhà Tần bị đánh bại để gia tăng sức mạnh của mình, cũng như tránh giao chiến nhiều nhất có thể để bảo toàn lực lượng, tập trung phát triển kinh tế ở các vùng chiếm đóng để gia tăng thực lực khi Đại Tần mở chiến dịch tấn công. Dĩ nhiên, tới cuối cùng, họ Lưu cũng sẽ phải đánh nhau với Tần. Có thể là Lưu Bang sẽ cho người đàm phán với Thủy Hoàng Đế, chấp nhận thuần phục với danh nghĩa là chư hầu. Tuy nhiên, với chính sách nhất quán là không phân phong, Doanh Chính nhất định sẽ từ chối và quyết tâm tiêu diệt phản loạn, bình định thiên hạ. Trận chiến giữa những người đáng ra sẽ tạo dựng lên nhà Hán với binh tướng của nhà Tần sẽ diễn ra vô cùng ác liệt. Trong lịch sử, Lưu Bang hầu như không thể giành phần thắng trong những trận chiến quy ước với quân đội của Hạng Vũ và buộc phải dùng tới Hàn Tín. Do đó, ở dòng thời gian này, họ Lưu cũng sẽ không thể giành chiến thắng. Trong tình huống nếu Hàn Tín chạy tới quân Sở đã bị tiêu diệt sang quân của Lưu Bang, thì chiến cuộc sẽ phức tạp hơn nhiều, có lẽ sẽ kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, xét về nguồn lực kinh tế, có được lãnh thổ rộng lớn và vựa lúa ba thục, kênh Trào Trịnh Quốc, kinh nghiệm tác chiến của quân đội và tướng lĩnh của nhà Tần, Lưu Bang không thể so sánh được. Do đó tới cuối cùng, quân Tần nhiều khả năng sẽ giành thắng lợi. Sau khi bình định thiên hạ lần thứ hai, Thủy Hoàng Đế có lẽ sẽ xem xét sử dụng Lã Thị Xuân Thu để trị nước thay vì sử dụng mũ pháp gia Phù Tô. Nhờ vào tham gia chiến đấu bình loạn sẽ gia tăng uy tín trong quân đội và dân chúng. Khi Thủy Hoàng Đế băng hà, vị công tử này sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế, nối tiếp truyền thống chịu khổ trước khi lên ngôi vị của các vua đời trước. Lý Tư và Triệu Cao sẽ được cho về vườn. Hồ Hợi thì sẽ là một vương gia không lo không nghĩ. Thực tế, tài năng của Phù Tô vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Khi trong lịch sử, ông chỉ vì một đạo thánh chỉ không rõ ràng mà tự sát, không nghĩ rằng nếu Tần Thủy Hoàng muốn giết ông thì đã làm từ lúc Phù Tô phản đối việc đốt sách, chứ cần gì phải đợi tới một khoảng thời gian mới giết. Lại còn cho tiếp xúc với Mông Điểm, tay nắm 30 vạn đại quân. Do đó, nhà Tần ở dòng thời gian này vẫn chưa chắc là có thể phát triển hơn, nhưng ít nhất
là nó có thể tồn tại được lâu hơn trong lịch sử. Bản thân Doanh Tử Anh, con của Phù Tô, thì cũng là kẻ có tài, khi trong lịch sử đã diệt được Triệu Cao, nhưng cuối cùng thì cũng là người đã giao Hàm Dương cho Lưu Bang mà không đánh một trận nào. Do đó khó có thể nói rằng đứa cháu này của Tần Thủy Hoàng tốt hơn cha của mình. Ngoài ra thì mối nguy Hung Nô vẫn còn đó. Theo lịch sử, vào năm 200 trước Công Nguyên, Mặc Đốn đã mở chiến dịch đánh vào lãnh thổ của nhà Hán. Hán Cao Tổ đích thân dẫn quân ra đánh, nhưng cuối cùng thì vẫn bại trận. Ở dòng thời gian này, mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi. Tệ hơn nữa, do Tần Thủy Hoàng chỉ sống thêm có 10 năm, do đó ông sẽ không thể nào bảo vệ Đại Tần khỏi mối đe dọa sắp tới. Dù vậy thì chế độ quân chủ tập quyền của nước Tần có thể cho phép quốc gia này tập hợp nguồn lực đủ mạnh để chống lại quân xâm lược từ phương Bắc. Dĩ nhiên, thắng thua thì vẫn sẽ là điều khó nói. Dù vậy thì nếu Mông Điềm vẫn sống thì Đại Tần sẽ không thua một cách dễ dàng như vậy. Lịch sử của nước Việt và khu vực Lưỡng Quảng cũng sẽ thay đổi khá nhiều. Theo lịch sử, vào năm 208 trước Công Nguyên, Triệu Đàn nắm quyền tại Lĩnh Nam. Sau khi Nhâm Ngao bệnh chết, gã này sau đó đã giết hết quan viên trung thành với nhà Tần rồi đưa quân của mình vào. Tuy nhiên, nếu Tần Thủy Hoàng không qua đời thì mọi chuyện sẽ khác. Hàng vạn quân ở Lĩnh Nam được điều động tới để bảo vệ cương thổ nhà Tần. Nếu Triệu Đà thực sự dám ly khai như trong lịch sử thì kết cục sẽ bị chém ngang lưng. Quân Tần ở đây sẽ được điều động về. An Dương Vương một khi đối mặt với Đại Tần đế quốc hùng mạnh thì cũng khá là khó mà chủ quan để rồi bị trúng kế như khi đối đầu với Triệu Đà được. Có nhiều khả năng sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng có thể là Âu Lạc cũng sẽ xưng thần với nhà Tần như các triều đại của người Việt trong dòng thời gian gốc. Nước ta thì vẫn có thể tránh được chiến tranh trong thời gian Phù Tô cầm quyền. Ngoài ra, cũng có khả năng là Âu Lạc sẽ thực hiện biến pháp như nước Tần để đưa quốc gia trở nên hiện đại hơn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một dòng thời gian khác, nơi Tần Thủy Hoàng sống thêm mười mấy năm. Bạn có suy nghĩ gì về giả thuyết này? Hãy để lại ý kiến cùng Battlecry ở phần bình luận nhé! Nếu thích video này, hãy like và share video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!